Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua đây này anh em ơi. Qua đây này, mày ngu chưa con? Ui vãi trưởng, đừng, no. Tôi tự làm gì căng. Vừa hạ xong từ kia cái làm gì căng. Nãy bảo không có người thì lại không bắn đi. Chúng nó cứ thích gọi là liên thủ, chúng nó xơi mình anh em ơi, không đơn giản. Ok ok công ạ. Tôi ra ngoài xíu coi. Cái đậu xanh nhở. Số anh em ơi xử nó. Thằng nào vừa gáy đấy. Thằng nào vừa gáy ở trên đấy. Đứng rồi đấy. Đây à, à sau trụ điện, ui. Gáy kinh phết nhỉ, được. Trận này toàn kiểu mấy thằng gáy kinh thôi anh em ơi, tôi cũng sợ đấy. Sợ nhờ. Ui đừng, đấy nó tranh thủ. Nó tranh thủ, nó cắn trộm tôi từng cái một anh em ơi. Mày cắn trộm đi em ơi. Mày cắn trộm đi em. Vác cả đầu thủ kệ, tôi chạy anh em ơi. Phát này chạy, không chơi nhây được. Lấy xe lên mà xử nó thì được. Chứ cái thằng trên này nó chơi nhây lắm. Cái đậu xanh này. Mày muốn gì em ơi, lên bảng. Trai đẹp à. Trai đẹp thì cũng lên bảng nhá. Quả tên kiểu trai đẹp à. Tưởng trai đẹp đẹp mà anh phải sợ chúa hả. Anh không sợ đâu nha. Được rồi anh em, lên hốt sang nó. Thanh niên này, ngáo ngáo, ngơ ngơ này. Ok cậu ông. Nhưng mà có một điều là bây giờ tôi mới phát hiện ra ấy, là cái trận này ấy, mình đang rất là thiếu máu. Cũng như là bây giờ nhá, không có bông keo. Thế thằng nào mà nó lại bắn linh tan linh tinh cái là thôi thôi. Chết dở cậu, tôi thế với cậu ông luôn. Để tôi lên cổng trời nha anh em. Quất luôn ở cổng trời chứ ngại gì nhở. Đó. Nó phải dân chơi như vậy, dân play như vậy mới chịu nha anh em. Đi thôi anh em. Ok này. Cái đậu. Đậu xanh rau má. Ơ mình đi vào trong nhà mình cũng ngu nữa. Vấp cái nọ, vấp cái kia. Trông kiểu cảm giác game nó không thích hợp với mình luôn cơ anh em. Thôi let's go. Đấy anh em thấy chưa, bọn này gáy gắt. Gáy gắt cực. Bây giờ tôi qua này anh em này, qua xíu góc vui này anh em này. Mấy bên này nó lại gáy gắt quá cơ anh em ấy, gáy vừa thôi em ơi. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Xem nó gáy nổi không anh em. Xem nó, bơm keo bơm keo. Chắc là xong bơm keo rồi anh em ơi. Ui, sấy tận đầu luôn, ui. Team up với nhau à? Team up với nhau à? Ui đừng. Team up với nhau à? Ui vãi cả trưởng, đứng. Team up với nhau à? Vãi cả trưởng này. Vãi cả trưởng này. Vãi cả trưởng này anh em ạ, vãi cả trưởng này. Mình chơi game hơi ngáo ngơ tí. Bởi vì bất ngờ mình không ngờ là có tận hai đứa cơ. Chứ mình mà biết có hai đứa là mình căn soạn luôn cả hai đứa rồi anh em ơi. Nhưng mà lỡ rồi. Lỡ rồi thì đánh thôi nhờ, chứ biết sao nữa hả. Ok anh em, vứt bớt mấy cái đạn súng trường đi. Bom keo này, máu này, các kiểu này. Đồ ngon để làm gì hả anh em, để kiếm tốt chứ để làm gì nữa hả. Ui, thấy chưa anh em, tôi luyện được rất là nhiều đồ luôn nha mọi người này. Đạn súng trường cũng như là đạn súng tiểu liên phải gọi là không thiếu. Ok, có 4 quả bóng keo rồi. Còn máu đã anh em ơi. Tầm này thì mình khá là tự tin rồi anh em ơi. Đồ ngon thế này cơ mà. Đồ ngon như này không tự tin. Vậy thì ai tự tin ở đây hả công? Rồi xong. Ska này có 2x thôi, chứ có 1x cơ. Tí nữa kiếm này kèo ngang 1x. Có xe này. Ê, đấy đấy. Có người anh em ơi. Chúng nó đang bắn nhau ở trên nhà gà. Phải không vậy? Một đứa đã bị hạ, hay lắm. Thế rốt cuộc là chúng nó ở đâu nhỉ? Tôi chạy qua coi. Cái đậu xanh mày hay lắm. Mày hay lắm. Cái đậu xanh này. Mày hay lắm này. Cái đậu xanh này. Ui, rồi làm sao? Mày hay lắm em ạ. Ngon. Vứt cái đạn xuống trần đi. Lượm thêm này. Bom keo mới là điều cần thiết anh em ạ. Gấu da này. Chắc là nó không thấy mình đâu. Quẩy đi. Nó không thèm nhìn mình luôn anh em ơi. Thế thì làm sao có thể gọi là thấy được mình. 4x này.
Bộ nick đây rồi, kiếm mãi nãy giờ nhá. Một kèo ngắm nick này, quá chất. Đi thôi anh em ơi. Ơ quên chưa cuốn máu. Cuốn máu thì chắc là mình cũng sẽ vào trong lượm thêm tí máu nhá. Còn máu không đây? Đó. Quá ổn luôn, 6 tí máu. Đi anh em. Nãy đang chăm đút đồ qua đây là kệ thằng kia. Nó chạy đâu thì chạy anh em ơi. Kẹo là kẹo không quan tâm lắm. Thế thì bây giờ lấy lại con xe này này. Đấy, cũng là một con xe màu xanh như này anh em, chạy tốc độ bàn thờ cực nhanh. Ê, xe hơi nát. Nghe tiếng xe nát anh em ơi. Bốc khói này. Đùa. Nhưng mà kệ đi anh em ơi, có sao chạy vậy à? Có sao thì chạy vậy thôi, chấp nhận mà anh em. Mình sẽ qua xưởng cơ khí nha mọi người. Đùa chứ người đâu tìm không thấy thì cũng là một cái sự mệt mỏi đấy. 12 người chết đã nha anh em ơi. Thế là cơ hội chiến thắng top 1 của mình ngày càng gần hơn nữa rồi. Có một điều đó là vòng bot đầu tiên còn chưa thu xong. Đấy, số lượng người chơi thì giảm đi đáng kể. Không biết là trận này có may mắn không anh em. 5 kill rồi, cố gắng hạ gục thêm 5 kill nữa mà thôi. 7 kill top 1. Đó nó là cái mục tiêu của mình anh em ơi. Qua thắt đồng hồ xíu đi. Bẻ lái này. Qua đây. Chắc là mình cũng sẽ chạy lại một lượt thung lũng coi anh em ơi. À có đứa gọi đâu thính này. Gọi ngay chỗ cốc treo luôn cả. Gát. Thôi thôi em ơi. Chú gọi drone thính vãi là chú hơi bị sai lầm rồi nhá. Bây giờ lên trên là xử nó luôn anh em ơi. À thính sắp rơi. Cái đậu xanh này làm sao? Làm sao thanh niên? Trên này á hả? Đứng lại. Vỡ đầu. Hay quá nhỉ, khá quá nhỉ anh em. Này đồ đạc các thứ này ngon chưa anh em ơi. Lựu đạn các kiểu luôn, đủ. Đã dã man có chảo luôn này anh em. À, chắc là mình sẽ lượm thêm cái giảm thanh. Ok ok, trang bị. Ê, có người, có người. Qua đây đi bạn ơi, qua đây, qua đây. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Cái đậu xanh này muốn gì? Muốn gì em ơi? Ui, dựng lửa trại cả, sợ nhờ. Hẳn là dựng lửa trại đi chơi mình cơ. Xơi kẹo đâu có dễ đâu. Không hề dễ nha bạn ơi. Thôi lên xe anh em, có xe mới chạy rồi. Uầy, xe này phải mới đến 80% rồi anh em ơi. Đấy cái sức cái này người ta gọi là cái sức chống chịu của xe. Khá là ngon anh em, tôi chạy max speed là lên 139 nhá. Max speed con xe này lên 139 luôn. Ok này mọi người. Qua đây mà chẳng thấy người đâu, thật sự là hơi buồn nhỉ. Ê, quay lại, quay lại. Quay lại, quay lại. Đứa nào đây, đứa nào đây. Đứa nào vừa gạ rau gạ chảo đấy. Này, bước ra người huynh đệ ơi. Hôm nay tôi chia sẻ với người huynh đệ này. Bước ra đi người huynh đệ ơi. Tại sao mà người huynh đệ bảo là người huynh đệ tính gạ rau gạ chảo với tôi, nhưng mà người huynh đệ lại đi đâu rồi? Ơ vách cả nổi. Thế là rốt cuộc người huynh đệ nó cháy mất tiêu rồi anh em ạ. Phải nổi không em? Cái thằng mà vừa gạ rau gạ chảo tôi trong này đấy, tôi nghe thấy tiếng ấy, nó chạy mất rồi. Ơ vãi trưởng đơn. Đơn. Nó với con xe anh em ơi, nên là phải chạy ra. Đấy, chạy ra một xíu mới dựng được mong keo đấy. Người huynh đệ ơi, lên đây người huynh đệ ơi. Người huynh đệ ơi, lên đây đi người huynh đệ ơi. Lên đây đi bạn ơi. À liệu đi. Cái gì đấy mày cho anh ăn liệu à? Anh sợ quá nhở. Xong luôn thằng bé chết đi liệu này. Uầy đòi solo ném liệu về anh á. Không tuổi em ê. Thằng này là nó không cùng đẳng cấp với mình rồi anh em ê. Solo liệu mình ném cho đúng một quả cái thằng bé gãy luôn. Thế mà người ta gọi là trăm phát bấu không bằng một phát vả anh em ạ. Giờ ok tất cả anh em đã gửi quà tặng cho mình nha. Rảnh thì mình sẽ quay su nhiều hơn. Đó. Thính mới này. Cái điều quan trọng là mình lên thính em, mình check người thôi anh em ơi. Chứ thính là mình không có quan trọng đâu nhá. Phóng liệu thôi, nghỉ. Không chơi. Mình thì mình không có hứng thú lắm với mấy khẩu phóng liệu. Mình chỉ hay chơi cái combo súng ngô gia này với lại MP40. Thế thôi anh em ơi. Yêu cầu không nhiều. Boss càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em ơi. Hay là còn trận này nhá. Trận này cố gắng top 1 nha anh em. Đây đang lượn lờ đây. Chắc chắn là không đến nào chạy mon nữa rồi.
Đây à? Mày xuống xe. Mày xuống xe mày. Đúng rồi, xuống xe. Xuống xe mày. Dựng một kèo à? Sống được bao nhiêu lâu? Rốt cuộc là chú sống được bao nhiêu lâu? Hải mày? Anh xem chú sống được bao nhiêu lâu nhá. Đứng đây canh bo này. Qua đây. Uầy, gắt phết nhở? Đừng, gì vậy? Cái đậu xanh này. What the hell, con người này anh em này. Không ngờ luôn này. Bọn này chơi team up với nhau à? Vãi cả trưởng, hay lắm. Qua đây thằng kia nó sợ. Anh em mình chưa dám qua đâu. Nó ngay kia à? Phải không vậy? Ngay đây à? Phải không vậy? Đúng rồi. Đúng rồi anh em ơi, cái đậu xanh này muốn xanh mộ không? Muốn xanh mộ không em ơi? Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này xanh mộ đi em ơi. Mày chơi nhây với anh à? Mấy thằng rầm rơm này tuổi gì anh em? Định đòi khô máu với xịt kẹo này á? Khô máu với xịt kẹo thì không có dễ đâu nha bạn ơi. Xe mình thì vẫn còn đây, lượm thêm này. Đi nào mọi người. Mấy thằng này tuổi gì? Đó, let's go anh em. Ui, và bò nhanh thôi anh em ơi. Bò nó cắt máu đau quá nhở. Ok, ngon lành. Qua đây xem thế nào nhỉ anh em. Không có ai cả cơ. Hơi chán xíu. Mới kêu rồi anh em ơi. Thế là bây giờ xem hạ gục nốt 4 đứa nhá. Là top 1 đủ mục tiêu rồi anh em ơi. Cái đậu. Mày đứng lại cho anh này. Cái đậu xanh này. Mày đứng lại cho anh. Xong. Lên bản điểm số luôn. Không phải nói nhiều anh em ơi. 3 thằng nữa. Tiếp tục lấy xe đi canh mo anh em ơi. Thằng nào vào mo chết với kẹo. À mình đổi lại qua cái tường băng rồi đã. Không thì nữa mình mới là người xanh mộ đấy mọi người. Xe sắp nổ rồi. Nó bắn cho một viên nữa chắc nổ xe. Thôi cũng kệ, chạy vẫn ngon thì vẫn cứ chạy thôi anh em. Người đâu? Chỗ này anh em ơi. Đứa nào vừa gã ra gọi chảo, bước ra đây. Mình nghe nó ở bên này anh em này. Trên cái này thì phải. Mình không chắc nó ở đâu cơ anh em. Nhưng mà chắc chắn là nó rất là gần đấy thôi anh em ơi. Cứ chạy theo hướng vào bo trước cái đã. Tí mình canh nó luôn mà anh em. Tầm này thôi anh em ơi, đừng đây canh nó nhá. Hạ được nó. Sau đấy là solo với thằng còn lại. Nó gài mình luôn anh em ơi. À thằng bé gài mình ở cầu thang gạ mình lên anh em ơi. Để cho mình nổ chết. Hay vãi trưởng chiến thuật nhờ. Đây này, nó qua đây rồi anh em ơi, nó qua đây rồi. Qua đây à? Làm sao đấy mày qua đây à? Lên bảng. Bất ngờ chưa? Chơi với anh thì có bao giờ là không bất ngờ đâu. Đi thôi anh em ơi. 6 bông keo mình nghĩ đủ. Chúng ta sẽ không cần quá là nhiều bông keo đâu mọi người ơi. Không cần nhiều bông keo. Thằng cuối rồi. Nòng 3 đi. Ú ra nòng 3 cho nó gắt. Không biết là bo thu tại đâu thôi. Bo thu ở đây. Thế là có khi thằng bé còn lại nhá, nó đang ngay trên nhà Doraemon anh em ấy. Tôi nghĩ vậy. Khả năng rất là cao anh em ơi. Nó đang ngồi thủ ở căn nhà Doraemon. Mình có nên vào trước không anh em? Mình nghĩ là không đâu. Chúng ta không nên vào trước làm gì cả. Đây là màn solo 1v1 rồi anh em. Để hôm nay nhá, thể hiện cho anh em gọi là thế nào để anh em kiếm được top 1 nhá, đơn giản thôi. Tôi nghĩ là tầm này ấy, thì với cái suy luận của tôi ấy, chúng ta chưa nên vào bo. Đó. Có 5 quả bóng keo tí nữa sẽ dùng để chạy bo. Vì là đơn giản là anh em không thể biết được vị trí của cái địch đang ở chỗ nào. Mình chỉ nghi là ở căn nhà kia thôi anh em ơi. Nhưng mà thật sự là cũng không chắc chắn cho lắm. Rồi ok, đứng tạm đây. Những cái bo cuối như thế này đây anh em ơi, anh em không nên vào nhà làm gì cả. Đây này. Đây này, cái đậu xanh này. Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Quẩy. Yes. Đơn giản. Thằng bé trông như kiểu ngáo ngơ vậy. Quẩy nào anh em. Quẩy thôi. Quẩy lên nào. Có quả lựu chóa này. Lựu chóa này. Lựu đạn rồi này anh em ơi. Yes.
Top 1 13 kill. Thế này đã đủ căng cho mọi người. Ok. Như vậy là trong trận đấu này mình đã có được 13 kill rồi nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.